mang. Xin lời dù xua hãy nung đi, lời ai dù gió hiu buồn. Chào các bác, chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hàng Giao Đô. Vâng ạ, video phát hành vào buổi trưa chủ nhật hôm nay ngày 23 tháng 10 năm 2022. Clip ngày hôm nay thì Hoàng Giao lại lên sóng để giao lưu với các bác một mẫu đầu băng đầu tép của hãng Sony. Dòng này là dòng máy các bác có thể để nằm, để đứng các bác nhá. Nó là thuộc dạng đầu câm và là dòng này dạng bản xuất châu Âu, đa cấu điện. Các bác có thể nhìn đây là điện chuyển cấu điện 220 này. Hiện nay Hoàng Giao đang gửi điện 220. Đấy, đa cấu điện. Và chúng ta sẽ có những cái cổng đầu vào, gồm đầu vào line in và kể cả những rắc 5 chân chuẩn châu Âu và cổng đầu ra. Đấy, con này thì đa cấu điện rồi, công suất là 11W của Sony. Con này thì đấy, dạng thuộc dạng các bạn có thể đặt nằm để đứng tùy. Đấy, các bạn có thể đặt nằm, các bạn cũng có thể đặt nghiêng. Nghiêng thì chúng ta phải có một cái điểm tựa đằng sau, và có thể đặt đứng cũng được. Đấy. Hai hồi vũ hai bên, có nghĩa hai hồi vũ hai bên. Và đằng trên là nó sẽ có một cái chỉ inox chạy hai bên, là hai cái chỉ inox rất là sáng này. Đó. Đây là tất cả là phần bằng nhôm, nhôm phay, nhôm xước phay các nhá. Và cửa băng. Con này thì chạy hoàn hảo hết các chức năng các bác nhá. Công tơ mét vẫn đang chạy bình thường. Đồng hồ vu này là dành cho để chúng ta thu tín hiệu đầu vào. Đấy. Chứ không phải là phát tín hiệu đầu ra, nên các bác để ý là đồng vu sẽ không vậy. Lý do là đây là đồng hồ vuông cho đèn rec nhá, đèn rec. Rec là thu băng. Đấy. Các chức năng thì chạy ngon này, ốp này, tua này, cờ chạy rất êm các bạn nhé. Đấy. Đó, rất êm luôn. Đấy. Cửa băng lật các bạn nhé, cửa băng lật nhé. Đấy. Đặt đây, ấn băng đúng không? Đấy. Là máy nó chạy luôn các bạn nhé. Đấy, đóng vào. Đó. Một con máy cũng khá là đẹp. Có size của nó khoảng tầm 38-39 các bạn. Đấy, đằng trước có cả cổng headphone này, cắm tai nghe. Và giá thì cực kỳ bình dân. Trong clip này thì Hoàng Gia cũng xin đưa ra một cái mức giá gọi là giao lưu các bác luôn. Giá gần như giá thu hồi vốn các bác nhá. Đấy, hồi hai hồi gỗ hai bên vẫn là nguyên bản hết. Đây đằng sau. Đấy. Máy chạy hoàn hảo các chức năng, tiếng đọc tốt, từ này là từ sắt các bác nhá. Đa số là từ sắt, những cái dòng đế tép thì đa số là từ sắt nhiều. Đấy, bác nào thích chơi về bài, chơi sưu tầm hoặc là để về nghe cũng khá là tốt, chất âm sáng, tiếng nét. Đấy, từ còn rất đẹp. Máy móc zin nguyên bản tuyệt đối. Hình thức thì đây, Hoàng Gia quay cho các bác đây. Không có móp méo gì cả nhá. Còn cái việc chỉ chảy xước thì sẽ không tránh khỏi được, vì đây là hàng bãi chứ không phải là hàng mới tinh. Đấy, các bác nhìn cho em.
Giá thì em đang giao lưu các bác, giá con máy này giá là 2.700.000 đồng các bác nhá, 2.700.000 đồng, giá cực kỳ tốt rồi ạ. Bởi vì đây là những con máy là nó cũng bình dân thôi, nó không đắt tiền, nhưng mà với những bạn nào thích chơi sưu tầm cũng như để nghe rất là tốt các bác nhá. Các bác có thể đấu sang âm ly, các bác có thể đấu sang đài radio, bởi vì nó có cổng line out này, các bác có thể đấu vào đài, các bác nghe đài, nghe qua đài cũng rất là hay, bởi vì cái loa của đài là nó là dòng loa tần giải. Đa số những cái đài radio cassette của chúng ta đều là nó đều là loa tần giải, nên là cái chất âm nó rất là mộc mạc. Đấy, chúng ta có thể đưa cái tín hiệu line out này vào cái cổng line in của những cái đài cassette, là chúng ta cũng có thể là nghe âm thanh analog từ băng này sang đài cassette được rồi, hoặc cũng có thể cắm từ cái thiết bị sang những thiết bị như âm ly của chúng ta. Đấy, nói chung là cứ có tín hiệu đầu ra và âm ly có tín hiệu đầu vào, có nghĩa là chúng ta có thể kết nối bằng jack hoa sen được các bác nhé. Cảm ơn các bác và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo. 2.700.000 đồng được, không bao gồm tiền ship và cũng không bao gồm những cái phụ kiện khác đi kèm các bác nhé, nguyên máy như này thôi. Cảm ơn và Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác. Và mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ ông Hoàng Gia Đô theo số điện thoại như trên tấm biển màu xanh ạ, 0975884009, địa chỉ cửa hàng thì cuối ngõ 120 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội các bác nhé. Xin chào và cảm ơn và Hoàng Gia xin mến chào và hẹn gặp lại các bác vào trong video vào chiều và tối ngày hôm nay. Hoàng Gia xin chào các bác.